Chương 7. Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển, hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác, từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển và bảo rằng, chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi lại nghe số người được đóng ấn là 14.400.000 người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Israel, trong chi phái Juda 12.000 người được đóng ấn, trong chi phái Ruben 12.000, trong chi phái Gad 12.000, trong chi phái Asher 12.000, trong chi phái Nephtali 12.000, trong chi phái Manasseh 12.000, trong chi phái Simeon 12.000, trong chi phái Levi 12.000, trong chi phái Issachar 12.000, trong chi phái Zabulon 12.000, trong chi phái Joseph 12.000, trong chi phái Benjamin 12.000 đều được đóng ấn. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Vả, hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sanh vật, sấp mặt xuống trước ngôi và thờ lạy Đức Chúa Trời mà rằng, Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng lớn nói với tôi rằng, những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai? Và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng, lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.